Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 24A 05808. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Innova sản xuất 2008. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, đăng ký 7 chỗ ngồi, thương hiệu Nhật Bản. Máy chất gầm chắc côn số ngọt. Lốp dép rất là đẹp các bác nhá. Sơn xi của nó màu bạc. Mang biển kiểm soát 24A biển Lào Cai. Con này là gốc Hà Nội. Chỉ có 169 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova. Con này là bản di số sàn máy 2.0. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về làm dịch vụ thì nhanh thu hồi vốn qua nhá. Hai cặp đèn phanh của nó đã được ốp inox mạ chrome. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Tên tư nhân biển Lào Cai, gốc Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển quá nhá. Đấy, sang tên Hà Nội thì không phải mất 20 triệu tiền biển. Con này vì nó là gốc Hà Nội các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ chắc lịch này. Đây là phần quả lốp sơ cua này. Máy chất gầm chắc côn số ngọt. Máy số ngọt. Giá tiền chỉ có 169 triệu đồng. Còn đây là phần cốp sau xe này. Tất cả những cái đinh tán răng chặt này. Đây là phần lắp cốp này. Phần hàng ghế thứ ba các bác nhé. Đấy, hàng ghế thứ ba. Chân của nó chân lỉ các bác nhé. Anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại này, làm khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ này. Các bác xem lốp dép này, khe múi rất là dày. Innova sản xuất 2008. Bản di số sàn máy 2.0. Giá tiền chỉ có 169 triệu đồng các bác nhá. Đây là phần hàng ghế thứ hai. Đấy, ghế da sạch sẽ đẹp đẽ. Phần hốc bà lề. Phần cột kẹo. Các bác xem cột kẹo. Cột kẹo đinh tán zin. Phần táp ly của cánh cửa đang sau bên phụ. Đấy, các bác xem táp ly của nó này. Phần khung cánh cửa. Phần keo chỉ đằng sau bên phụ qua nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế. Màn hình. Bô lăng 3 chấu.
phần táp lô này. Phần bậc lên xuống. Ốc bản lề. Đây là phần cột kèo. Các bác xem cột kèo đinh tán. Zin nguyên bản các bác nhá. Giá tiền chỉ có 169 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota bản di số sàn máy 2.0. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về làm dịch vụ này, nhanh thu hồi vốn luôn các bác nhá. Phần khung cánh cửa. Phần keo chỉ. Đấy, keo chỉ lôm nhôm các bác nhá. Không đâm xô, không tai lạn lặng là được. Còn những cái phần keo chỉ thì không cần tính các bác nhá. Phần quả lốp đang trước bên phụ. Phần cua lốp này. Đây là phần thụt giảm sóc này. Không hề gì dầu. Lốp dép khá là đẹp luôn. Sơn si của nó màu bạc. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Rất là rộng rãi. Một mẫu xe Toyota Innova bản di số sàn máy 2.0, 100 cây trước này tầm 9 lít xăng trên 100 cây số. Chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova 7 chỗ ngồi. Cả tài là 8 các bác nhé. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Đấy, lốp dép khá ok, khe mũi rất là dày. Phần táp đi của cánh cửa. Táp đi cánh cửa đằng sau bên lái. Phần keo chỉ cánh đằng sau bên lái các bác nhá. Táp đi của nó khá đẹp luôn. Cái này đã được dán đề can các bác này. Đấy, đề can màu đen. Phần cột kèo các bác này. Đây là phần cột kèo đinh tán. Đấy, cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Phần keo chỉ cánh đằng trước bên lái. Tất cả khung cánh cửa này không hề có dấu hiệu mục mọt. Phần tem mác theo nhà máy sản xuất 2008. Đây là phần cột kèo. Cột kèo đinh tán các bác nhé. Cột kèo đinh tán zin. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Vâng, máy đã lổ các bác này. Đấy, để cái lổ ngay các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Phun nước gạt mưa này. Phần điều hòa này, điều hòa của nó rất là mát luôn các bác nhá. Màn hình cam nùi này. Phần quả số này. Phanh tay này. Phần chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên. Phần gương chiếu hậu này. Đây, phần kính lên xuống này. Đó, rất là ok các bác nhé. Phần
phun nước gạt mưa. Đấy, hoạt động rất là trơn tru, phun như vòi rồng luôn. Gương chỉnh điện này. Đó. À, xem là kiểm tra cái âm thanh xem nào. Đấy, cái màn hình này thì chắc là có vấn đề các bác nhá. Đấy. Nhận đĩa nhưng mà không thấy có hiện tượng gì các bác nhá. Đấy. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008. Đấy, bản này bản di số sàn máy 2.0 các bác nhá. Máy móc này lổ rất là êm, máy cực chất luôn các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ này, nhanh thu hồi vốn các bác nhá, chỉ có 169 triệu đồng thôi. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Máy lổ rất là êm. Áo gác vẫn còn sơn chấm 7 màu đó này. Đấy, máy đang nổ đây. Còn gió đang hoạt động này. Tiếng máy lổ rất là êm các bác nhá. Máy chất gầm chắc khuôn xuống ngọt. Dòng Toyota thì các bác đã biết rồi đấy. Máy móc của nó rất là lành luôn. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. 169 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota, một mẫu xe quốc dân và mẫu xe lồi đồng với đá, mang thương hiệu Nhật Bản, cabo zin các bác nhá. À, nhãn hiệu của Toyota này. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau ạ.